giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Lâm lần đầu lộ diện sau ly hôn, có chắc đây là màn comeback? Sau khi đối diện với những lùm xùm ly hôn, Hoài Lâm đã có động thái trở lại đường đua V-pop bằng một sản phẩm có sự đầu tư chỉnh chu khi nhã hàng teaser cho ca khúc mới. Bên cạnh đó, Hoài Lâm cũng mở lại trang cá nhân, điều này khiến khán giả mong chờ vào một sản phẩm xịn sò. Mới đây, Hoài Lâm đã chính thức tung ra teaser ca khúc mới với hashtag CDTNM. Đây có lẽ là hình ảnh đầu tiên của Hoài Lâm lộ diện trong một dự án âm nhạc sau thời gian vắng bóng vừa qua. Với những nốt nhạc nhẹ nhàng và hình ảnh ngân nga của Hoài Lâm thì khán giả có thể đoán được đây là một ca khúc ballad tiếp theo nằm trong bộ sưu tập của nam ca sĩ. Bài hát này có thể nối tiếp Hoa Nở Không Màu tạo nên làn sóng mới. Hình ảnh tươi tắn của Hoài Lâm đã khiến không ít khán giả cảm thấy nhẹ lòng. Nam ca sĩ đã trở lại với một tinh thần rất tốt. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn mong muốn khán giả sẽ ủng hộ ca khúc này. Mong mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm này của Lâm. Chưa dừng lại ở đó, Hoài Lâm còn mở lại trang cá nhân sau thời gian ly hôn. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng có thể thấy Hoài Lâm đã lấy lại tinh thần rất nhiều. Nam ca sĩ đã chịu tương tác với mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc anh chàng có thể đối diện được với những lời khen chê, chỉ trích. Hoài Lâm hiện tại chưa đăng tải một bài viết mới nào, nhưng trong thời gian tới, nam ca sĩ rất có thể sẽ tương tác nhiều hơn với fan hâm mộ. Trước những động thái của Hoài Lâm, có thể thấy, một ngày không xa, nam ca sĩ sẽ trở lại V-pop, hoặc ít nhất là sẽ ra mắt sản phẩm mới tặng fan thường xuyên hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.